Hi, it's me again, Hannah from IELTS Hannah. Xin chào bạn, lại là cô Hannah. Và trong video clip ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phân tích và viết bài này trong khoảng 20 phút ha. Và đầu tiên chúng ta cùng đọc đề. The graph below shows the changes in UK birth rate of women in six different age groups from 1973 to 2008. Biểu đồ dưới đây chỉ ra những thay đổi trong tỷ lệ sinh của phụ nữ trong 6 nhóm tuổi khác nhau từ năm 1973 đến năm 2008. Như vậy, đầu tiên chúng ta xác định đây là dạng line chart, biểu đồ đường. Thời gian có qua nhiều thời gian, tức là dạng dynamic, dạng biến đổi theo thời gian. Như vậy chúng ta sẽ nói về xu hướng ha, về những đối tượng tăng, đối tượng giảm, đối tượng dao động thì mình sẽ sử dụng được ngôn ngữ xu hướng như thế. Rồi trước hết là cô paraphrase cái đề một chút xíu. Biểu đồ dưới đây chỉ ra những thay đổi thì những cái điều đó đều không quan trọng. Mình có từ quan trọng đó là birth rate, mức độ sinh ha, of women, mức độ sinh của phụ nữ. In six different age groups. Nói về nhóm tuổi, ở đây thì mình cũng có nhiều nhóm tuổi ha. Và chút nữa cô sẽ paraphrase cái phần này sau, giúp các bạn ôn tập lại cách mình nói paraphrase về nhóm tuổi. Tỷ lệ sinh của phụ nữ thì từ này chúng ta có thể có từ đồng nghĩa như là the birth rate, mức độ sinh của phụ nữ thì có thể là fertility ha, fertility rate. Ratio S cũng được, là các mức độ của các nhóm tuổi khác nhau, hoặc là fertility levels, các mức độ sinh, được không nè? Rồi phụ nữ thì chúng ta có từ woman, danh từ, nó đồng nghĩa với từ female, vị trí là tính từ, hoặc là females khi thêm S thì nó sẽ là danh từ. Rồi mình paraphrase ha, birth rate of women thì có thể là fertility level, có thể thêm s ở các mức độ sinh, of woman or of woman, hoặc là of females or of mothers, của các bà mẹ cũng được, có thể paraphrase trong trường hợp này. Rồi tiếp theo mình paraphrase từ different age groups, 6 nhóm tuổi khác nhau. Từ difference các bạn có thể paraphrase thành từ distinct or various age groups, thì có thể là ages, các tuổi ha, các nhà tuổi khác nhau, là mình có thể paraphrase ngược lại như thế. Rồi ngoài ra thì paraphrase từng nhóm tuổi cụ thể từ 25 tới 29, 20, 25, 30, 35 như thế ha. Thì các bạn sẽ có bốn cách paraphrase như sau. Cô viết bốn cách ở đây. Cách thứ nhất thì mình sẽ nói những người độ tuổi 25 tới 29, danh từ ở đây là woman, thì cô nói woman danh từ luôn ha. Who, quá khứ là who were. Cách thứ nhất cô dùng từ age. Who were age 25 to 29. Rồi cách thứ hai, có thể là females. Who were 25 to 29 years old or years of age, đều được. Rồi cách thứ ba cũng có thể nói là a woman or mothers, những bà mẹ ha. Who, ở đây cô dùng danh từ, ở đây bước này cô dùng danh từ đi ha, thì cô sẽ nói là 25 to 29. Các bạn để cho cô những cái từ gạch nối cho chính xác nhé. 25 to 29 year old mothers, các bà mẹ ha, hoặc là các người phụ nữ cũng được, women, là dùng một danh từ. Và cách thứ tư thì cô cũng dùng dạng mệnh đề quan hệ giống như cách thứ nhất và cách thứ hai ha. Women who fell into the 25 to 29 age group. Thì ở phần này thì các bạn có thể rút gọn thành là women falling into the 25 to 29 age group. Rồi đó là bốn cách paraphrase nhóm tuổi, các bạn nhớ những cách này để mình áp dụng cho những bài khác nữa ha. Rồi từ đó thì cô xem lại đề để mình hiểu hơn cái đề trước khi mình viết mở bài. Đơn vị là birth per 100 of 1000 people.
tỷ lệ sinh mỗi 1.000 người ha, cứ mỗi 1.000 người thì trong đó thì có 20 lượt sinh là độ tuổi 40 và trên. Rồi tương tự như vậy ha, mình thấy là độ tuổi cao nhất, độ tuổi sinh cao nhất là rơi vào độ tuổi 25 tới 29. Rồi độ tuổi 20 tới 25 cũng cao luôn, cao nhì. Độ tuổi cao thứ ba là 30 tới 35. Độ tuổi tiếp theo là dưới 20, tiếp theo 35 đến 39 và 40 và trên 40. Thì chúng ta thấy là tỷ lệ 25 tới 29 này, nhóm tuổi này có tỷ lệ sinh cao nhất. Nhóm tuổi 40 và dưới thì có tỷ lệ sinh thấp nhất. Xét về xu hướng tăng giảm thì thấy là nhóm tuổi trẻ này 25, 29, 20 tới 25 giảm. Dưới 20 cũng giảm luôn. Trong khi đó các độ tuổi cao hơn thì mình có 30 này, 30 tới 35. 35 tới 39 tăng. Độ tuổi 40 và trên 40 thì giảm. Được không nè? Đó là những cái xu hướng hoặc là những cái thông tin quan trọng mình thấy, và chút nữa mình sẽ viết phần overview. Trước hết cô viết phần mở bài. The graph cô sẽ biến thành the line chart. Below bỏ nha. Shows cô đưa vào compares. Biểu đồ đường dưới đây so sánh. So sánh 6 độ tuổi khác nhau đi ha, 6 nhóm tuổi khác nhau, 6 nhóm tuổi phụ nữ khác nhau về tỷ lệ sinh. Và trong suốt khoảng thời gian là 35 năm, mình trừ đi 2008 trừ đi 1973 là 30 năm, 35 năm. Rồi từ đó cô viết mở bài như sau. Cô viết trên trang mới không? Okay. The line chart compares six distinct hay là different age groups hoặc là ages cũng được, các độ tuổi ha, of mothers in terms of. Ở đây thì cô rất là thích cách viết đó là so sánh các đối tượng về ha. Các đối tượng đây là các nhóm tuổi, 6 nhóm tuổi, thì cô sẽ dùng là compares cái gì đó và in terms of, về ha, so sánh về. Về sau đó sau từ of các bạn cũng với noun phrase hoặc là noun clause, relative clause gì đó cũng với cụm danh từ hoặc là mệnh đề danh từ, mệnh đề quan hệ, các loại mệnh đề. Rồi, so sánh 6 nhóm tuổi của người mẹ về tỷ lệ sinh ha, fertility rate, rate thì trùng từ rồi, câu chuyện thành từ levels. Về các mức độ mình có thể bỏ s ở đây cũng được ha. Over a 35 year period, trong suốt thời gian là 35 năm. Và trong phần mở bài, chúng ta mới nhắc lần đầu tiên thôi, chúng ta sẽ dùng bài từ ở đây. It is clear that, rõ ràng thì ở đây thì cô nói về phần overview mình nói sẽ nói cái trend xu hướng, thì hồi nãy cô nói ở đây mình có hai nhóm tuổi tăng thôi, là 30 tới 35 màu xanh lá và 35 tới 39 là xanh da trời. Nói chung là độ tuổi từ 30 luôn đến 39 là tăng, đúng không nào, tăng về tỷ lệ sinh, trong khi những nhóm tuổi khác đều giảm hết. Ngoài ra thấy độ tuổi từ 25 tới 29 là có mức độ xanh là cao nhất. Như vậy cô nói về max chứ ha. Vậy là người phụ nữ độ tuổi từ 25 tới 29 có tỷ lệ sinh cao nhất ha. Women who were age 25 to 29 had the highest rate of birth, tỷ lệ sinh. Ở đây trên đề người ta dùng birth rate, mình có thể nói là rate of birth để paraphrase nó, có tỷ lệ sinh cao nhất. Paraphrase thời gian luôn, đề bài có dùng from to, hồi nãy mình có paraphrase over a 35 year period. Bây giờ cô sẽ dùng between ha, between 1973 and 2008. Rồi câu thứ hai mình nói về xu hướng. It is also noticeable that số liệu cho độ tuổi từ 30 tới 39 là tăng, trong khi những nhóm tuổi khác giảm. Thì mình nói the figures for 30 to 39 year old women. Các bạn có thấy là cô đang dùng cách thứ ba này không? Cách ba phrase nhóm tuổi thứ ba này ha. Hồi nãy cô dùng nhóm tuổi cách ba phrase nhóm thứ nhất. Nên là trong bài mình sẽ viết được bốn cái cách ba phrase nhóm tuổi đó luôn. It is also noticeable that the figures for 30 to 39 year old women soar
upwards trends, nhìn thấy những xu hướng tăng. Bởi vì ở đây là hai nhóm tuổi nên mình sẽ nhìn thấy những xu hướng tăng ha. While trong khi đó thì những nhóm tuổi khác ha. The birth rate of những tỷ lệ sinh của bốn nhóm tuổi khác, the remaining four age groups fell, giảm. Và cô paraphrase thời gian một lần nữa, over the period shown. Rồi bây giờ cô sẽ chia thành hai nhóm tuổi. Nhóm tuổi đầu tiên ấy, là cô sẽ chia theo nhóm trẻ. Cô chia nhóm trẻ luôn, tức là từ 29 tuổi này, 29 tuổi trở xuống, dưới 20 luôn. Tức là từ dưới 20 lên tới 29, không nào một nhóm. Và nhóm thứ hai là cô đi từ 30 đến 40 và trên luôn. Mình sẽ chia đôi thành hai nhóm tuổi, trẻ hơn và nhóm tuổi dài hơn, như thế để mình viết và người ta sẽ đọc bài mình dễ hiểu hơn, dễ theo hơn ha. Cô chia thành hai nhóm đó. Thì câu đầu tiên cô nói là trong số những người dưới 30 tuổi. Và các bạn lưu ý khi mình dùng từ dưới và từ trên, dưới 30 tuổi là không tính 30, chỉ tính 29 trở xuống thôi, không tính 30. Như vậy trong số những người dưới 30 tuổi, among under 30 year old women. Rồi bây giờ cô sẽ đi theo trình tự thời gian ha. Cô so sánh năm đầu tiên trước năm 1973 thì mình có nhóm phụ nữ từ 25 tới 29 tuổi có tỷ lệ sinh cao nhất là khoảng 140. Cao nhì là nhóm tuổi 20 tới 25, 120 trên 120, khoảng 125. Và tiếp theo là nhóm tuổi dưới 20, chỉ khoảng 70 thôi, trên 70 một chút xíu. Nhưng bây giờ cô không viết lại là nhóm 25 tới 29 có tỷ lệ sinh cao nhất, bởi vì rõ ràng là nó trùng với cái câu mình đã viết trong overview. Và khi viết bài chúng ta tránh trường hợp viết trùng như thế. Thì cô sẽ nói, cô sẽ đưa về so sánh hơn, cô trích dẫn số liệu luôn và đưa về so sánh hơn. Ví dụ cô nói là tỷ lệ sinh của những người độ tuổi 25 đến 29 là bao nhiêu đó luôn ha, là 140 này. Rồi cao hơn nhóm thứ hai này, cao hơn khoảng 25 ha, so với nhóm tiếp theo. Và nó cao hơn gấp đôi, so sánh 140 và 70 thì mình thấy là cao hơn gấp đôi khi nhóm 20 và dưới 20, được không nè. Rồi, như vậy mình sẽ viết câu đầu tiên nha. Tỷ lệ sinh nè, the birth rate or the fertility rate of those. Those là những người đó, mình tránh nói lại những người phụ nữ hay gì, mình sẽ là those age 25 to 29 was. Tỷ lệ sinh của những người đó là bao nhiêu? Ở đây là các số liệu mình tự kéo qua, nên vậy trước số liệu các bạn nên có những ngôn ngữ lượng, ví dụ như almost, khoảng, ha, gần, 140, phải dùng mệnh đề quan hệ nè để ăn điểm nè, what was, mình có thể thêm đơn vị luôn ha, 140 trên 1000 people. Cái này cô lấy thông tin ở đây các bạn ha, đây cột đơn vị của nó, what was. Cái mà khoảng so sánh với 140 và cái số này, số 125, thì nó khoảng 25, tỷ lệ đó, 25, higher than nhóm tuổi tiếp theo của paraphrase, nhóm tuổi tiếp. Có thể cô dùng cách danh từ này ha. Cao hơn những người 20 tới 25 tuổi. And almost double, và gần như gấp đôi luôn. The under 20s, những người dưới 20. Rồi, là từ nhóm tuổi còn lại. Tức là cô đã so sánh được 3 số liệu đầu tiên này trong năm đầu tiên ha. Và cô sử dụng một câu thôi. Các bạn thấy không? Trong số những người 30 tuổi thì tỷ lệ sinh của những người 25 tới 29 tuổi, động từ chính là was, thì khoảng là 140 trên 1000 người. Which was sử dụng mệnh đề quan hệ ở đây. Đây là cấu trúc bên 7 chấm cộng, cho mình sẽ dùng nhiều cấu trúc cô phức như thế này để được điểm cao hơn. Cái mà 25% cao hơn, cô lại sử dụng so sánh hơn này. Đó. Rồi, hơn nhóm tuổi tiếp theo, paraphrase nhóm tuổi. Và almost double, double đây đóng vai trò tính từ ha. Was almost double ha, lấy was trên đây xuống luôn. Rồi, tiếp theo, bây giờ các năm giữa không có gì đáng chú ý cả ha. Có dây đầu tiên nè, 25 tới 29 nhóm tuổi này thì có dao động dữ dội đã, nhưng cuối cùng thì cũng giảm một khoảng là 10 ha, 140 xuống còn 120, 20 ha, giảm một tỷ lệ là 20. Tiếp theo nhóm màu đỏ cũng giảm dữ dội, từ 125 xuống bây giờ khoảng 95, 90.
Và nhóm này cũng giảm như thế. Bây giờ mình còn hai câu. Vậy là cô sẽ dành cho nhóm cao nhất một câu và hai nhóm còn lại giảm. Mình thấy đường màu đỏ và đường màu tím giảm song song với nhau ha. Mình cho vào một câu. Mỗi body mình chia ba câu như thế. Rồi mặc cho những sự dao động đáng kể ha, dao động đáng kể đi xuống thì dữ liệu của nhóm 25 tới 29 tuổi vẫn là đối tượng sinh nhiều nhất. À, cô sẽ viết câu đó lại nhé. Despite significant decreasing fluctuations. Mặc cho những sự dao động giảm đáng kể ha, thì tỷ lệ sinh, the rate of birth of females age 25 to 29 still remained highest, vẫn là cao nhất ha, tỷ lệ sinh của nhóm này vẫn là cao nhất đến cuối thời kỳ luôn, at the end of the period. At around khoảng 120, hồi nãy mình có nhìn số liệu rồi ha. Rồi, tiếp tục, xu hướng tăng cũng được nhìn thấy trong hai nhóm còn lại. À, xu hướng giảm cho cô, sorry. Falling trends, những xu hướng giảm, were also seen in the data for those age 20 to 25 and those age under 20. Rồi bây giờ cô xem số liệu nha. Ở đây là khoảng 90 ha, trên 90 một chút. At just over 90 and 40 respectively. Lần lượt là. Rồi số liệu này khoảng 40 ha, dây một tím này. Rồi bài này có xu hướng hơi nhiều từ đây, bởi vì cô sử dụng quá nhiều cấu trúc hay ha, và cô paraphrase độ tuổi liên tục như thế. Rồi tiếp body 2 cô sẽ viết ngắn gọn hơn một chút xíu. Body 2 thì thể hiện sự liên kết thì cô cũng viết một cách kiểu như thế này, tức là trong số những người, ở đây là trong số những người dưới 30 tuổi, thì bây giờ cô sẽ nói những trong số những người trên 30 tuổi ha. Thì ta thấy là hai cái nhóm tuổi đầu tiên này, một xanh lá cây, một xanh da trời, tức là từ 30-35, từ 35-39, tức là nhóm tuổi từ 35-39 trái hẳn ngược lại, tức là nó tăng, tăng về tỷ lệ sinh, tăng từ bao nhiêu đến bao nhiêu đó, mình gom số liệu mình nói luôn. Rồi bây giờ tiếp theo nhé, those falling into, đây cô là paraphrase nhóm tuổi theo cách thứ tư, the 30 to 39 age groups, những người rơi vào nhóm tuổi từ 30 đến 39 on the other hand, trái lại, experience, nhìn thấy những sự tăng dữ dội, remarkable increases. Rồi mình trích dẫn số liệu luôn ha. Từ khoảng 70 lên tới khoảng 85. Từ khoảng 40 lên tới khoảng 65. Rồi. From about 70 này to around 65. Rồi, in the age of, đây là trong nhóm tuổi là 30 ha, tới 35. Rồi, tiếp tục ha. And from 40, khoảng 40, and to approximately 65, in the age of 35 to 39. À, trong suốt thời gian, cô thiếu thời gian à. Over the whole 35-year period. Rồi cuối cùng là cô xong hai cái nhóm đó luôn rồi. Bây giờ mình nói về độ tuổi 40 trở lên ha. Rồi finally, dùng từ finally. The fertility rate, or mình đổi từ một chút xíu, the level of fertility of women who were độ tuổi này là độ tuổi 40 và trên ha, như vậy who were 40 years old, hay là cô đổi luôn là years of age and more, độ tuổi này thì cuối cùng độ tuổi này thì 9% thấp nhất ha.
accounted for là chiếm the lowest rate, chiếm cái mức độ thấp nhất, chiếm cái tỷ số thấp nhất. Of chỉ có khoảng at only 20 rồi vào năm 1973 thì cô có thể đưa vào a mere này. A mere cũng giống như là of only a mere giống nhau ha. Nó hay hơn một chút xíu, khoảng 20 này vào năm 1973, đúng không nào? But dropped slightly, nhưng lại giảm nhẹ, to about khoảng 10 vào năm 2008. Rồi, that's it. Cô bôi thử mình được bao nhiêu từ ha? Cô nghĩ là sẽ nhiều từ đó, bởi vì cô thường hay có xu hướng viết hơi dài dòng chút xíu. Viết dài thì vừa có điểm lợi vừa có điểm hại ha. Viết thì khoảng từ 150 tới 200 thôi là được rồi. Nếu mình viết dài thì dễ bị sai ngữ pháp ha. Nhưng mà nếu mà cô viết dài nhưng mà mình sử dụng đa dạng ngữ pháp mà vẫn kịp thời gian á, cô nói là khoảng 15 tới 20 phút đó, thì càng tốt. Như vậy các bạn phân tích lại bài này một lần nữa này. Mở bài cô thường hay dùng cấu trúc là so sánh cái gì về cái gì đó. Và các từ vựng mình paraphrase ha. Ví dụ như là fertility level, mức độ sinh này. Thời gian thì cô cũng paraphrase rất là nhiều. Và bây giờ cô sẽ paraphrase tiếp theo về nhóm tuổi ha. Những người độ tuổi 25 tới 29. Rồi, cô bôi màu tím nha. Rồi tiếp theo lại dùng tiếp the figure for 30 to 39 age group women, những người độ tuổi này. Rồi tiếp ha, những người độ tuổi 30. Rồi những người độ tuổi 25 dùng age. Khi dùng age thì không có dùng dê sổ nữa các bạn ha. Ở đây cô dùng danh từ, ở đây cô dùng age. Rồi tiếp tục, ở đây dùng dê sổ ở dạng danh từ. Ở đây thì cô lại dùng age thay thế female woman ha. Those age. Đó, đây là cách mà các bạn dùng khi mà mình phân tích bài. Thì mình sẽ phân tích những từ vựng mà trong những cái bài mẫu đa điểm cao đó người ta dùng paraphrase. Mình cũng viết lập một bản đồng nghĩa, mình viết lại để mình áp dụng cho những bài sau ha. Đó là một cách rất là hay để chúng ta học từ đồng nghĩa. Rồi, ngoài ra thì các bạn paraphrase tiếp về thời gian. Trong bài này cô cũng sử dụng nhiều cách paraphrase thời gian, vân vân. Rồi, bây giờ cô paraphrase ngữ pháp quan trọng hơn nha. Đây là so sánh nhất, có tỷ lệ cao nhất, có tỷ lệ sinh cao nhất. Sử dụng so sánh nhất. Rồi tiếp theo, nhìn thấy xu hướng tăng. Những ngôn ngữ so sánh, trong khi đó bài viết của chúng ta phải có những ngôn ngữ so sánh như thế này ha. Tỷ lệ sinh của những nhóm còn lại thì giảm. Rồi, tiếp theo, so sánh hơn các bạn ơi, vấn đề quan hệ so sánh hơn. Hơn bao nhiêu á thì số liệu sẽ nằm trước so sánh hơn. Cái này cô nhắc nhiều lần rồi ha. Rồi ở đây cô có cấu trúc gấp đôi. Rồi dùng despite, dùng cấu trúc hay ha. Sau despite mình cộng với danh từ significant increasing fluctuations, sau đó là mệnh đề, vẫn giữ cao nhất, remain highest. Remain đóng vai trò giống to be ha. Sau đó cộng với tính từ. Xu hướng tăng cũng được nhìn thấy. Đây thì sẽ liên kết giữa hai câu với nhau. Mình dùng câu này thì điểm CC, điểm kết nối của mình sẽ cao. Rồi chứng kiến những sự tăng đáng kể. Đây là cấu trúc tiếng danh, sử dụng experience cộng với tiếng từ và danh từ. Xu hướng tăng giảm. Rồi chiếm phần trăm cao nhất ha. Mình sẽ dùng accounted for The lowest rate, chiếm phần trăm thấp nhất. Và cấu trúc động trạng giảm xuống bao nhiêu đó. Mình nhớ là dùng to là các giới từ đứng trước số liệu mình cũng cần đa dạng ha. Lúc to, lúc at nè. Rồi lúc thì mình by ha, hoặc là of. Tức là mình sẽ sử dụng đa dạng nhưng phù hợp đúng chỗ các bạn ha. Rồi và cuối cùng là các bạn paraphrase thời gian. Over the 25-35 year period. Rồi dưới đây dùng between and over the period show, những cách paraphrase thời gian. Để được viết được như thế này thì các bạn phải luyện tập rất là nhiều ha. Luyện tập rất nhiều để mình viết, mình có thể paraphrase thời gian liên tục như thế.
cuối thời kỳ này, mình sẽ dùng câu này sẽ dài chữ hơn khi mình nói là in 2008 trong bài ha, và năm cuối cùng như thế này. Rồi, những cái ngôn ngữ kết nối cũng rất là quan trọng và cần sử dụng trong bài. Trong suốt toàn bộ thời gian 35 năm. Rồi, finally, đây là ngôn ngữ kết nối và đứng trước bài. Ok. Rồi, cô đã highlight và phân tích bài viết cũng như là hướng dẫn các bạn viết xong bài test số 4 này. Các bạn về xem kỹ, lưu ý lại viết. Mình phân tích một bài thiệt là kỹ thì mình sẽ cải thiện rất là tốt các bài viết sau này. Bây giờ là tới lượt các bạn viết bài và nộp lại cho cô. Rồi, sắp tới thì cô sẽ gửi cho các bạn bài phân tích và viết written test 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo nhé.